kiểu như vậy, mà có một ngày mà mắt thức lên như vậy không kêu mắt thức. Rồi em rất là sợ, thì cái mặt em lại hơi bắn laser, em bắn cái áo truyền nói ra bây giờ em bị mỏng rồi. Cho nên em cần những chống nắng và cần những vấn đề. Và em đem cái phụ vấn về chương trình bắt là tẩy hết. Đầu tóc em như một bà điên. Và ngày nào cũng vậy đó, sáng bắt đầu cứ xà ra cái mặt em như cái mền. Mà em đang xây dựng hình ảnh intro nữa. Em biết là đó, em đang xây dựng hình ảnh đẹp trai, xối cha. Mà sáng bắt đầu em lấy bé cái chánh vấn là đó, chương trình hình trực tiếp đó. Mà đi gặp, rồi bắt đầu tẩy em không làm tóc nữa. Rồi một lần em đối quá, em đối với em không biết làm sao. Mà mỗi lần em đi quay về, em đi làm lưu trại giáo dưỡng đó, là ba câu biên tập cũng theo em quầy. Em đối quá, còn vô toilet đóng cửa lại là không vô được thôi. Em vô đó, mẹ em mới là cuối cho em một cái bánh. Em vô toilet, em ăn bánh gì lên không? Rồi em cho em về được cương, mà lúc mắt em đương trọng, em đối quá, chịu không nổi. Một cái câu của em đi ra ngoài hỏi cũng nào anh? Kiên Giang là mấy câu là các bên kia được ăn hủ tiếu. Là em chạy đó em thấy có hủ tiếu mà anh chưa được ăn luôn. Cái sợ hủ tiếu nó đỡ như cái sợ bún bò. Em nói bây giờ cũng có nên nước nước của anh thì thôi em đói quá. Mà em nói bây giờ em nước nước của anh thì anh sẽ không có mà ăn. Mà bây giờ nó đỡ thè rồi anh cũng chưa được ăn nữa. Em chạy rồi đấy, em cái bánh mà trời ơi, mắt em đương trầm. Em trời ơi, cuộc đời nó mặc hộ kiểu gì nè. Và cái mặt khi gây động tóc cùng xù. Mà tóc em nó rụng lên đường lên. Em không biết sao. Mà nhìn ghê lắm. Dạ, nó là nội bộ lớn nhất. Và giờ mình phải qua là sao kê mất chút thôi. Dạ, để với anh em. Không nghe từ sáng đến lúc trưa luôn. Để mà em được vị trí như chưa. Để xin vô. Em vừa xin chỉ, em vừa làm. Anh chuyên cáp em sẽ làm được cái gì làm cái kia. Từ sáng sớm từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Em có được vô cái nhà cáp. Ai cũng vậy mà. Của ai cũng vậy anh. Và mọi người đưa em cánh tim hay không thì thật sự nếu như em là trung đội anh Giang chứ lại trung đội với anh Tuấn thứ hai thì ok mạnh ai là còn nếu trung đội với Bích Phan chứ lại anh Ngô Chí Quy thì những cái mà nặng nhọc em phải làm bởi vì Bích Phan chạy đá banh sao thì là cái da nước cái khớp da luôn rồi làm không có được cái chuyện nặng còn Ngô Chí Quy thì bị lỏng gối em không biết nữa là mình đứng chân mình giãn chân chân gì đó mà mỗi lần gì mà gánh giác nặng nề chạy thì nó thì là em chạy em trơn rồi như cu ly á em thấy anh không có coi em là gọi là đồng đội mà coi em như là một cậu bé phụ đài mà gì mà trí tuệ ai cũng đẹp mà trí tuệ cũng không chỗ gian gì luôn mà chị xạo lắm gì đó. Và thôi là những hình ảnh này thật sự rất là xúc động luôn. Những thời gian mà em đi đó, 3 giờ sáng bắt đầu em bắt đầu dậy, bắt đầu nhiều khi mà chưa được xúc miệng nữa là phải quay lại nhìn thẳng cái mặt rồi. Nguyên 12, 1 giờ đêm mấy anh lên đi cùng công ngủ luôn. Mấy anh cùng như có con chiếc trong đường hiện sao đó. Mà tụi em mệt nã rồi nhưng mà mặt vừa quay thật sự nhiều khi em mệt quá em cũng phục ngã. Nhưng mà bây giờ coi là những cái đoạn và những thước phim chiếu lên thì tự nhiên cái nhớ là mọi người và cảm giác yêu thương mọi người vô mừng lớn. Thì em muốn là nói gì nó thật sự hát cái gì đó thì trong lúc quay thì nhiều khi cực khổ quá em có hay gọi là hơi tập trung nhưng mà nhìn những hình ảnh này thì sẽ rất là xúc động em đã hối hận với những cái gì mà em đã làm cho nên những số sau em sẽ không tập trung với kiếp nữa em sẽ thương yêu kiếp nhiều hơn cũng như là không cần nhận nữa. Dạ mọi người đó mọi người tưởng tượng em là giảm cân để mà làm liên xô chứ không tham gia chương trình niềm vui đi em nhịn đói nhịn ốm luôn mà mọi người biết cái đó mẹ rất là thương em đâu có mẹ hết mẹ chợ mẹ đi làm nhưng mà đối với chương trình này thì chương trình đã tách mẹ ra em đi gạt con làm mẹ đó em không được ăn em không được ngủ em không được mẹ chăm sóc chính vì vậy em ốm chứ bây giờ cả con 2 ngày một đêm dạ mẹ ốm rồi nó đang ngày nay mẹ rồi đi nhưng mà mẹ em mệt. Mẹ nói là sắp đi được rồi thì mẹ nghỉ ngơi đi con. Cho nên á hả? Ủa anh nói gì quên rồi. Trả lời mấy cái gì vậy?